Chào mừng anh Trọng Tiến, em đã quay trở lại với Hatech. Các bạn thấy bên cạnh mình nó quen không ạ? Cái chiếc laptop này mình đã làm cách đây khoảng tầm 3 tháng khi mình qua Đài Loan tham gia Computex. Đây là chiếc ZenBook S14 OLED phiên bản 2024 sử dụng CPU Core Ultra mới của Intel. Và đây, hôm nay mình mới được trên tay kỹ càng tận nơi như này mới thấy nó ngon như thế nào. Mà thực sự cái hôm mình ở bên gọi là trụ sở của Asus bên Đài Loan mình trên tay thì cũng chưa được test nhiều, chưa được sử dụng nhiều, mình thấy nó ok, có cái vỏ nó chất liệu đặc biệt thôi, nhưng mà không, dùng rồi mới thấy biết nó thú vị như thế nào. Và đây sẽ là một chiếc ZenBook tương đối là cao cấp với cái mức giá dự kiến ở Việt Nam là 45 triệu. Vậy thì nó có những cái gì hay và liệu nó có ăn được MacBook không? Hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn ngay sau intro. Hãy cùng nhau mở bài bằng cách ngắm ngoại hình của chiếc S14 OLED 2024 này. Thì cái phong cách thiết kế, cái ngôn ngữ của nó vẫn giữ nguyên cái tinh thần gọi là siêu mỏng siêu nhẹ của những người anh em tiền nhiệm, với cân nặng chỉ 1,18kg và độ dày nó loanh quanh 1,1cm, đảm bảo tính di động cực cao vì đây là một chiếc Ultrabook. Về cái phần gọi là logo thương hiệu và cái phong cách thiết kế cái mặt lưng thì thực sự là nó rất tối giản, nó cũng giống như các cái đời năm trước thôi, và mình thấy cái kiểu này nó khá là đẹp. Nó vẫn có một cái sự nổi bật khác biệt, nhưng nó không bị kịch cỡm mà không bị lố quá. Mặt lưng con này cực kỳ đẹp, những cái đường kẻ cách điệu cực kỳ ok. Thực sự là mình không có cái gì chê về thiết kế bên ngoài chiếc laptop này cả, nhìn phát là mê luôn. Mặt đáy của chiếc laptop này sẽ có những khe tản nhiệt cơ bản với 8 con ốc lộ thiên để các bạn dễ thả lắp vệ sinh, và có hai cái phích cao su khá là dài và rất là bám bàn. Và nhắc đến đây thì khả năng nhiều anh em nghĩ là 45 triệu mà trong cái thiết kế nó bình thường vơ lờ, thì khoan, cứ bình tĩnh đã, vì điều độc đáo nó nằm ở cái vật liệu. Và nếu các bạn nào theo dõi video mình làm về Computex thì các bạn đã biết rồi. Cụ thể là vỏ máy được làm một vật liệu máy Asus gọi là Ceraluminum. Nó là một sự kết hợp hoàn hảo, mình không biết là có hoàn hảo hay không, nhưng mà theo như Asus nó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa gốm sứ và nhôm, tức là ceramic và aluminum. Loại vật liệu này được ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ và chế tác đồng hồ, nhưng chưa bao giờ xuất hiện trên laptop Asus. Hay cụ thể hơn, chính xác ở đây là chiếc ZenBook S14 là cái sản phẩm đầu tiên có cái chất liệu này. Nó không chỉ nhẹ hơn, bền hơn mà còn khả năng chống hao mòn tốt hơn so với vật liệu nhôm hợp kim truyền thống. Nhưng mà đó là những cái thông tin mà hãng đưa ra, bởi vì mình chưa đủ gọi là gan dạ để drop test chiếc laptop này. Và anh em biết gì không? Đầu tiên mình cũng khá là băn khoăn về độ bền của laptop này vì trông nó rất là mỏng manh dễ vỡ. Nhưng mà khi mình đọc thông tin mới biết rằng là đây là chiếc laptop có tiêu chuẩn chống sốc quân đội Military Standard 810H. Tức là nếu muốn thì các bạn có thể làm rơi trên mặt bàn xuống mà nó vẫn sống. Nhưng mà mình nhắc lại thôi là mình không đủ gan dạ để mình làm rơi, bởi vì cái số tiền nó khá là căng. Để mô tả cảm giác khi các bạn sờ vào cái lớp vỏ Ceraluminum này của Asus ZenBook S14 OLED 2024 thì nếu anh em nào hay mầy mò hay sửa chữa đồ đạc thì các bạn sẽ hiểu cái sự so sánh này của mình, là nó giống khi các bạn sờ tay vào một cái tờ giấy giáp khoảng tầm gần 1000 grit. Hoặc nếu anh em nào không biết giấy giáp 1000 grit cảm giác sờ vào như nào thì nó sẽ giống như những cái đít bát hay là đít đĩa mà các bạn thấy những cái chỗ mà nó không có men ấy, thì các bạn sờ vào cảm giác khá giống. Nó rất mịn và rất sướng tay, nhưng mà nó có một nhược điểm trên phiên bản màu trắng này, chính xác nó là màu bạc. Thì nếu bạn nào tay ra nhiều mồ hôi thì sẽ để lại một số cái vết bám trên mặt lưng, nhìn không phải là quá rõ nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy, nó sẽ lộ những cái vết vân tay ở trên mặt lưng, thì đó là một điểm trừ nhỏ nhỏ. Về màu sắc thì chiếc ZenBook S14 OLED 2024 này sẽ có hai phiên bản là màu xám và màu trắng. Đương nhiên là cảm giác cầm nắm rất là sướng, mỏng nhẹ, có độ bền cao, vật liệu thì xịn. Nhưng mà điểm trừ thứ nhất đó là bản lề mặc dù chắc chắn, nhẹ nhàng, mở bằng một tay nhưng không mở được 180 độ. Và đây là cái góc mở tối đa mà các bạn có thể mở được chiếc laptop này. Điểm trừ thứ hai, cái này thì cũng không hẳn là điểm trừ nhưng theo mình thấy là nên nói, đó là các góc cạnh của chiếc máy này nó làm rất là vuông vắn. Không đến mức là sắc đâu, nhưng mà nếu các bạn kê tay đủ lâu sẽ thấy nó hơi cấn một tí. Bởi vì đây là một chiếc Ultrabook và họ quan tâm vào cái vấn đề là mỏng và nhẹ, thế nên rằng không thể nào làm bò còng quá nhiều những góc này được, làm thế thì trông nó mất sang. Thế là đây là một điểm trừ nho nhỏ nhưng cũng không hẳn là điểm trừ. Còn đối với mình thì mặc dù đây không phải là thiết kế hoàn hảo nhưng mà không hề có cái gì để chê ở đây cả. Và cái mình rất hứng thú đó là cái vật liệu mới này của Asus, mặc dù nó là first generation, nó thế hệ đầu tiên sử dụng vật liệu này, nhưng mà mình hy vọng rằng nó sẽ đem lại được những cái gì như Asus quảng cáo, là về cái độ bền cũng như là cái khả năng tản nhiệt của nó sẽ tốt hơn so với các vật liệu hợp kim truyền thống. Thì hãy cùng nhau xem thời gian nó chứng minh cái chiếc laptop này như thế nào.
Với một chiếc Ultrabook thì cổng kết nối của chiếc laptop này đúng như mình dự đoán. Chúng ta sẽ có một cổng USB 3.2 Gen 2 Type-A duy nhất ở bên phải. Và cái bên trái các bạn sẽ có hai cổng Thunderbolt 4 sử dụng để sạc hoặc xuất hình DisplayPort đều được, với một cổng cắm HDMI 2.1 và một jack cắm tai nghe 3.5mm combo. Với một chiếc Ultrabook thì đây là điều mình đã gọi là xác định sẵn, thế nên rằng không có một cái gì để chê đấy cả, vì cái sự nhỏ gọn và di động của nó thì những cổng kết nối như này là hoàn toàn đủ. Khi mở laptop ra, thứ đầu tiên đập vào mặt các bạn sẽ là một chiếc màn hình Asus Lumina OLED 14 inch với tỷ lệ 16:10. Độ vân giải 3K, chính xác là 2880x1800 và tần số quét 120Hz, tốc độ phản hồi 0.2ms. Tôi nhắc lại cho anh em, đây là laptop văn phòng. Nó là Ultrabook mà, chiếc laptop sinh ra để làm việc với tín di động của nó, nhưng mà Asus vẫn rất chơi. Cho vào đây màn hình 120Hz cho cẩn thận. Nên là mình chưa biết là nó có chơi game được không và các bạn có chơi game hay không. Trước mắt là nhìn màn hình này nó rất mượt, rất sướng và chuyển động cực kỳ mượt mà. Và màu sắc thì sao? Chúng ta sẽ có giải màu 100% sRGB, 96% Adobe RGB và 99% P3. Gamma ở mức tiêu chuẩn 2.2 và độ sáng màn hình đo được là trên 400 nit. Theo nó công bố của hãng thì nếu các bạn đẩy cái mức HDR tối đa lên là 500 nit nhưng dùng SDR thì sẽ là 400 nit và độ sáng này khá là thoải mái để các bạn sử dụng ở nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Nó không phải là xuất sắc nhưng là độ sáng rất tốt. Và để nói về cái độ bão hòa và cái độ đậm đà của màu sắc thì chắc mình không phải luyên thuyên thêm, bởi vì đây là màn hình OLED, các bạn đã biết rồi. Độ tương phản cứ phải gọi là vô cực, sâu hơn hút. Và đồng thời cái độ đồng đều màu sắc và độ sáng giữa các vùng trên màn hình cũng rất là ngon. Thực sự đây là một màn hình tuyệt vời. Chỉ có một điểm trừ thôi. Điểm trừ gì các bạn biết không? Là độ phân giải cao nhưng mà 14 inch thì nó hơi bé. Đó đối với mình, một người gọi là đồ ba đi chơi vơi, bắt đầu cảm giác là mọi thứ nó hơi xa vời, mắt bắt đầu kém rồi thì thấy độ phân giải này nó hơi cao trên cái màn hình 14 inch này. Thì đó đối với mình, có thể các bạn sẽ thích. Và nếu các bạn cũng là những người già giống mình, quan tâm đến những tính năng bảo vệ mắt, thì cái chiếc laptop này có Dolby Vision, có Low Blue Light để giảm 70% ánh sáng xanh và có cả Eye Care Display bảo vệ mắt. Nói chung là cái con màn hình này quá ngọt. Nếu mà các bạn như mình kiểu bị hư dùng OLED quen rồi, nhìn con này thấy ưng cái mắt luôn. Còn anh em nào chưa dùng OLED bao giờ thì mình khuyên các bạn hãy trải nghiệm thử, vì trông nó rất là đẹp. Lên video thì khó mô tả lắm nhưng mà nó rất là đẹp. À đúng rồi nhá, cái con S14 OLED 2024 này nó còn có phiên bản màn hình cảm ứng cơ. Nhưng mà hơi tiếc là Việt Nam sẽ không bán, thế nên là nếu anh em nào mà muốn thì phải mua hàng sách tay, còn hàng chính hãng thì không có. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nhìn xuống dưới. Các bạn sẽ có một chiếc bàn phím chiếc LED với hành trình 1.1mm thay vì 1.4mm như chiếc laptop thông thường. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì cái độ mỏng của laptop này nó là hơn 1cm một chút thôi. Thế nên rằng làm hành trình mà sâu quá thì cái laptop nó không mỏng thấy được. Tiếp theo các bạn sẽ có đèn nền backlit màu trắng, khá đẹp, sáng, ok. Nhưng mà theo mình thấy, nếu các bạn dùng điều kiện ánh sáng ban ngày hoặc là trong phòng bật đèn thì không nên bật đèn LED, bởi vì bật đèn LED lên nó nhìn khó hơn. Vì sao? Vì cái keycap nó màu trắng. À đúng rồi, mình hôm nay sử dụng Lunar Lake, một con chip hoàn toàn mới hỗ trợ rất mạnh AI. Thế rằng trên cái chiếc ZenBook S14 OLED 2024 này đã có thêm một cái phím cứng để kích hoạt AI Copilot của Microsoft. Nói chung là mình thấy những cái phím gọi là AI này không biết là anh em dùng bao nhiêu, nhưng mà ít ra có cái phím Copilot nó còn hơn cái con ZenBook trước. Asus làm hẳn một cái phím emoji khá là buồn cười, trong kia các bạn chỉ cần bấm Windows cộng cái cả dấu hai chấm là nó ra. Nhưng mà ít ra có Copilot này nó vẫn còn hơn là phím emoji. Phía trên cái phần bàn phím này, nếu các bạn để ý thì sẽ có rất rất nhiều các cái lỗ tản nhiệt li-ti, mà tiếng Việt Asus gọi nó là lưới tản nhiệt hình học. Và cái này cái hôm mình sang Đài Loan mình cũng đã nghe Asus nói về cái công nghệ lỗ tản nhiệt mới này rồi. Mình cũng không rõ là cái độ hiệu quả nó đạt đến bao nhiêu và nó hơn bao nhiêu so với những cái lỗ nhỏ nhỏ li-ti thông thường. Nhưng mà mình dám chắc là cái chỗ này mà bụi vào thì vệ sinh hơi bị sướng luôn. Còn di chuyển xuống phần touchpad thì đây là một cái touchpad đa điểm, rất mượt mà, rất ngon với kích thước tương đối lớn. Hoạt động cực kỳ êm ái và mình không có một cái gì để phàn nàn cả. Thêm nữa là khi các bạn vuốt tay sát ở mép bên phải sẽ có thể tăng giảm độ sáng của màn hình, và vuốt sang mép bên trái sẽ tăng giảm được âm lượng. Rất là tiện để các bạn sử dụng cái này kiểu lướt web, social media các thứ, cực kỳ thoải mái luôn. Tổng quan bên ngoài cái laptop này mình đánh giá là 9.5/10. Khá là ok đối với nhu cầu của mình. Và đặc biệt đối với người như mình là người tay khô, không ra mồ hôi thì mình không sợ là nó bám lại vết bẩn trên laptop này. Còn anh em nào mà tay ra mồ hôi thì chắc trừ thêm một điểm. Bên trong chiếc laptop này sẽ là CPU Intel Core Ultra 7 258P với sung nhịp từ 1.8 lên đến 4.8, 12MB bộ nhớ đệm 8 lõi, 8 luồng với RAM 32GB và nhân đồ họa là Intel Arc 140V. Và chưa hết nhé, chúng ta vẫn còn vi xử lý AI NPU mà Intel gọi là gì ạ? Intel AI Boost NPU với khả năng xử lý lên đến 47 TOPS và tổng hiệu năng AI của cái laptop này lên đến 120 TOPS. Tức là nếu anh em nào thường sử dụng các ứng dụng AI hay các bạn muốn train AI thì cái laptop này làm được.
Và bây giờ là 2024 thì khả năng ai cũng phải AI thôi. Ai giờ cũng sẽ AI thôi, trừ mình ra. Chắc mình già. Với ổ cứng chúng ta sẽ có ổ cứng 1TB M2 NVMe PCI Express 4.0. Cái laptop này hỗ trợ Wi-Fi 7 với Bluetooth 5.4 và dung lượng pin là 72Wh, đi kèm sạc 65W. Nói thật với các bạn là mình khá bất ngờ là cái laptop mỏng nhẹ như thế này mà có pin lên đến 72Wh. Và nếu anh em chưa biết thì tất cả, không hẳn là tất cả mà phần lớn, nó nhờ vào cái SoC Lunar Lake mới của Intel. Nó thu gọn tất cả mọi thứ lại để làm cho cái bảng mạch rất nhỏ, và bảng mạch của cái laptop này nó chỉ ngang ngang tầm bàn tay mình thôi. Đó, tất cả chỉ cái bảng mạch rất là nhỏ và xinh. Thế nên rằng cái laptop này đã có rất nhiều chỗ trống để chúng ta có thể cho được viên pin tương đối lớn vào một thân hình vừa mỏng vừa nhẹ như thế này. Và thời gian sử dụng có thể lên đến khoảng tầm 27 tiếng nếu các bạn sử dụng hỗn hợp, và có thể sạc nhanh 60% trong vòng 49 phút. Với cấu hình như trên, mình mà stress test cái CPU này thì các bạn nghĩ là nó lên bao nhiêu độ? Ok, mình cho các bạn xem luôn. Mình đã thử stress test bằng IDA để đẩy con CPU lên tối đa công suất với cái mức nhiệt độ phòng là 27 độ C. Mình stress test trong vòng 5 phút thì nhiệt độ cái máy này lên đến bao nhiêu ạ? 59 độ C. Quá mát, quá dã man, chưa kể là cái xung nhịp nó giữ ở mức 3.5 GHz. Tức là nhiệt độ này rất mát và xung nhịp khá là cao trên một cái laptop Ultrabook mỏng nhẹ như thế này. Thực sự khá ngạc nhiên về hiệu năng mới của Lunar Lake này. Và mình có test thử Benchmark Time Spy thì điểm số đạt được là 4.161 điểm với điểm CPU là 6.338 điểm và điểm GPU là 3.924 điểm. Cinebench R23 Multicore đạt 9.600. Nó mà lên con số 10.000 nữa thì nó đẹp. Nhưng mà thôi, Ultrabook mà. Và con này nó sinh ra không phải là để gọi là so sánh cấu hình, đo hiệu năng. Thế nên rằng con Ultrabook điểm số này là ok. Và cái hay nữa đây là gì các bạn biết không? Là quạt nó chạy nhưng mà nó lại không hề ồn và máy không hề nóng lên. Tức là có nóng nhưng mà những cái chỗ mà các bạn sờ tay vào như touchpad hoặc bàn phím sẽ không bị cảm thấy khó chịu. Tóm lại là cái laptop này đa phần đội ơn Intel khi mà con chip nó ngon. Đây là một chiếc Ultrabook. Thế nếu mà mình test game trên Ultrabook thì anh em có chỉ mình không nhỉ? Thực ra mình khá là tò mò vì cái màn hình 120Hz này mình không biết là chơi game nó chơi được không, và cái con nhân đồ họa ạc này nó có ra gì không. Thì mình test thử một game eSports là Valorant với độ phân giải mặc định là độ phân giải 3K trên cái màn hình này. Setting đồ họa cao nhất, FPS đạt được trung bình là 178 ở trong phòng tập và 142 khi chơi trận online. Có đã luôn. Tức là nếu anh em sử dụng laptop để làm việc, thi thoảng các bạn muốn giải trí những game như là CS, LOL hay Valorant thì con này chơi không những gọi là ổn mà chơi ngon luôn ấy. Rất là ok khi một laptop gọi là mỏng những chiếc bút như này mà vẫn đem lại cái nhân đồ họa, có thể chơi game được mượt mà. Chơi game xong rồi mà các bạn muốn nghe nhạc thì trên chiếc ZenBook S14 OLED 2024 này sẽ có đến 4 loa với chứng nhận của Harman Kardon hỗ trợ cả Dolby Audio. Và cái điểm ăn tiền đây là gì ạ? Các bạn nhìn cái thân hình rất là mỏng, rất là nhỏ, rất là nhẹ, nhưng mà các bạn sẽ cảm thấy bất ngờ khi bạn nghe thử loa con này bởi vì âm lượng rất là lớn và cái giải âm trầm nó khá là khỏe so với kích thước của laptop như này. Tức là nếu các bạn muốn thì con này có thể hỗ trợ các bạn sử dụng để xem phim, xem YouTube một cách rất là thoải mái, không cần kết nối loa ngoài bởi vì mồm nó rất to và giảm trầm mạnh hơn mình nghĩ rất nhiều. Và đương nhiên thì các bạn phải so sánh mặt bằng chung với những chiếc laptop Ultrabook khác, mỏng nhẹ khác. Nhưng còn nếu các bạn mà mang ra kiểu so với một con laptop gaming nặng khoảng tầm 3-4 cân thì các bạn mang ra so với cả loa di động thì không có tuổi. Nhưng mà đối với một con Ultrabook mỏng nhẹ này thì loa con này đang là rất là ngon. Hình ảnh các bạn đang xem hiện tại được thu lại từ webcam Full HD của chiếc ZenBook S14 OLED. Và cái webcam này có luôn cả ống ngoại để các bạn có thể mở khóa bằng Windows Hello. Và âm thanh các bạn nghe bây giờ cũng là âm thanh thu lại trực tiếp từ micro của chiếc laptop này. Các bạn thể tự đánh giá xem là chất lượng hình ảnh như thế nào. Nhưng mà anh lưu ý, đây là cái độ sáng lý tưởng nhất mà cái laptop này có thể làm được. Có thể là ra ngoài trời nó sáng hơn, nhưng mà ít ra bây giờ đang có đèn studio chiếu mặt mình thì đây sẽ điều kiện lý tưởng nhất mà các bạn thể mường tượng được cái chất lượng camera như thế nào. Đương nhiên khi các bạn quay thiếu sáng, chất lượng sẽ giảm đi. Thế tổng kết đúng cái váy lại, một chiếc Ultrabook mức giá 45 triệu. Các bạn có những cái gì? Chúng ta có thiết kế cực kỳ sang, đẹp, nhỏ gọn, độ hoàn thiện rất tốt, bản lề một tay mượt mà, màn hình OLED 10 điểm không có nhưng, độ sáng cao, độ bão hòa màu sắc cực kỳ tốt, góc nhìn tốt, lại còn là màn hình gương nhá, nhìn cho nó đã nhá. Cổng kết nối khá là đầy đủ với phần cứng tốt và pin trâu, hiệu năng ngon, chạy mát. Ok, rất là ok. Nếu anh em đang muốn tìm một cái chiếc laptop sử dụng cho công việc, các bạn muốn thể hiện cái độ chất trời của mình, các bạn thấy laptop văn phòng phổ thông nó chán quá, trải nghiệm con này. Vỏ kết hợp nhôm sứ, màn hình OLED, hiệu năng cực kỳ ngon nhé, AI cũng có thứ bung nóc nhà, màn hình cực đẹp. Thì đây là một option dành cho anh em thích Ultrabook cao cấp. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm sẽ có link hình sản xuất ở phần mô tả video. Còn nếu bạn không có tiền mua laptop này thì cũng đừng lo, vì các bạn có thể mua like và mua subscribe
trên kênh của mình vì nó miễn phí. Hẹn gặp lại các bạn trong các video khác. Peace.